Mẹ khóc nức khi con phải từ bỏ giấc mơ trước ngưỡng cửa giảng đường vì vết chàm bớt đỏ bẩm sinh. Lương Hà Quyên, cô gái 18 tuổi, đến từ mảnh đất Thái Nguyên. Sinh ra trong gia đình có ba chị em, nhưng chỉ mình Quyên có vết chàm bớt đỏ đậm rộng nửa mặt. Lúc còn nhỏ, Quyên nhớ mình đã từng bị biết bao nhiêu lời trêu chọc, ánh mắt nhòm ngó của mọi người xung quanh. Có đôi lúc vì quá tủi thân, em chạy về trách mẹ. Tại sao mẹ lại sinh con ra với vết chàm trên mặt như vậy? Những lúc như thế, cả hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc. Để bớt đi những nỗi tự ti, cô gái nhỏ đã từng lên mạng tìm hiểu các cách trang điểm để che đi vết chàm bớt, thứ mà em muốn chối bỏ từ lâu. Nhưng vết chàm quá đậm và cũng quá rộng khiến em không thể che đi được, cũng giống như cách Quyên đối diện với mọi người. Dù đã che chắn, nhưng nỗi mặc cảm vẫn khiến em chùn bước. Quyên chia sẻ, em có ước mơ trở thành một chủ cửa hàng buôn bán nhỏ và ước mơ lớn nhất là được học đại học. Nhưng rồi em đã từ bỏ. Thì em lấy đi học đại học thì môi trường nó sẽ rộng hơn ý, nên là em cũng ngại, em không muốn đi. Chiến dịch thoát chàm 2024 giúp hàng nghìn khách hàng thay diện mạo, đổi cuộc đời.